Jenny xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm các tin nhắn sau đây: Hàn Quốc, Triều Tiên mở văn phòng liên lạc ở phía bắc biên giới, làm tăng hy vọng. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Việt Nam và Philippines. Bão Florence làm 321.000 người mất điện ở bang North Carolina. SpaceX tuần tới công bố danh tính du khách bay tới mặt trăng. Việt Nam yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với chính quyền. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp cho Venezuela những gì có thể. Thủ tướng Trung Quốc Lý Quốc Cường hôm 14 tháng 9 nói với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rằng Trung Quốc sẵn sàng cung cấp cho Venezuela tất cả những gì có thể giúp. Ông Maduro đang có mặt ở Trung Quốc trong một chuyến đi thăm 4 ngày để thảo luận các thỏa thuận về kinh tế khi quốc gia OPEC đang gặp khủng hoảng này, tìm cách thuyết phục nước cấp viện, chủ chốt của châu Á, giải ngân các khoản vay mới. Ông Lý nói là Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Venezuela phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân. Ông nói Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp những gì có thể. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết cụ thể về tin này. Ông Lý nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát triển các trao đổi thương mại và kinh doanh và hy vọng rằng Venezuela có thể cung cấp thêm hỗ trợ chính sách và bảo đảm pháp lý. Ông Maduro nói là Venezuela sẵn sàng thăm dò các phương pháp tài chính hiệu quả với Trung Quốc và tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết là trong một cuộc họp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Maduro cảm tạ Trung Quốc về sự cảm thông và hỗ trợ lâu dài dành cho nước ông. Thưa quý vị, các đảng chính trị Thái Lan được tái lập trước mùa bầu cử. Hôm 14 tháng 9, các đảng chính trị ở Thái Lan được phép tái lập tổ chức lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Việc tái lập hoạt động của các đảng chính trị diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, lệnh cấm họp mặt hoặc là tụ họp hơn 5 người vẫn tồn tại. Từ trước đến nay, chính phủ quân sự Thái đã nhiều lần hứa và liên tục trì hoãn tổng tuyển cử. Nhưng các sự kiện diễn ra trong tuần này, bao gồm cả chuẩn thuận của hoàng gia về việc bầu cử các nghị sĩ, là những dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy nền dân chủ sắp được chỉnh đốn. Chính phủ Thái Lan cho biết trong một tuyên bố được nêu trên công báo hoàng gia, các đảng chính trị sẽ được phép tiến hành các hoạt động quan trọng trước cuộc bầu cử. Chính phủ không nói rõ là tụ tập công khai hơn 5 người vẫn còn hiệu lực, nhưng cho biết rằng các đảng chính trị không thể vận động tranh cử. Tuyên bố nêu các đảng chính trị có thể tiếp xúc với các thành viên của họ trên mạng, nhưng không được đứng ra vận động, thưa quý vị. Đại sứ Hoa Kỳ không tưởng tượng được Suu Kyi bào chữa việc bỏ tù nhà báo. Phát biểu của nhà lãnh đạo Myanmar là Aung San Suu Kyi hôm 14 tháng 9 rằng việc bỏ tù hai phóng viên của Reuters không có liên quan gì đến tự do ngôn luận và họ có thể kháng án chống bản án 7 năm tù đã khởi lên phản ứng gay gắt từ Hoa Kỳ. Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ án kể từ khi phóng viên Wallon 32 tuổi và phóng viên Kaya Soho 28 tuổi bị kết tội hồi tuần trước, bà Suu Kyi viện dẫn một đạo luật thời thuộc địa được dùng để buộc tội hai nhà báo. Bà Suu Kyi nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Hà Nội, họ không bị bỏ tù vì họ là các nhà báo, mà bị bỏ tù bởi vì tòa án kết luận rằng họ vi phạm đạo luật bí mật của nhà nước. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley mô tả bình luận của bà Suu Kyi là không thể tưởng tượng được. Trong lời chỉ trích gay gắt nhất,
nhắm trực tiếp vào nhà lãnh đạo Myanmar do một quan chức Mỹ đưa ra. Hôm thứ Năm, bà Haley viết trên trang Twitter, đầu tiên bà chối bỏ hành động ngược đãi người Rohingya dưới tay quân đội Miến Điện, và bây giờ bà biện minh cho việc giam giữ hai phóng viên của Reuters tường trình về các hành vi thanh tẩy sắc tộc. Thật không thể tin được, phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, Washington không đồng ý với nhiều ý kiến mà bà Suu Kyi đã đưa ra và yêu cầu Myanmar phóng thích lập tức hai nhà báo Reuters. Phán quyết đó đặt nghi vấn về quyền tự do báo chí ở Myanmar, bà Nauert nói. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Miến Điện hành động lập tức để xóa bỏ sự bất công này, thưa quý vị. Hàn Quốc, Triều Tiên mở văn phòng liên lạc ở phía bắc biên giới làm tăng hy vọng. Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 14 tháng 9 mở một văn phòng liên lạc ở phía bắc của đường biên giới dày đặc quân đội giữa hai nhà nước, thiết lập một kênh trao đổi thường trực như là một phần trong một loạt các nỗ lực nhằm chấm dứt sự đối đầu đã nhiều thập kỷ. Các bước của Triều Tiên và Hàn Quốc để cải thiện quan hệ diễn ra song song với một nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm ép Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Việc mở văn phòng liên lạc tại Khai Son, tức là còn gọi là Khai Thành, bên trong Triều Tiên và ngay sát đường biên giới diễn ra chỉ vài ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến tổ chức cuộc họp báo thứ ba của họ trong năm nay. Hai bên giờ đây có thể đi một bước dài tiến tới hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên thông qua thảo luận nhanh chóng và thẳng thắn về các vấn đề phát sinh từ quan hệ Triều Hàn. Ông Ri Song-kwon là người đứng đầu đoàn Triều Tiên nói tại lễ khai trương. Triều Tiên và Hàn Quốc giờ đây đã có thể thảo luận trực tiếp các vấn đề 24/24 một ngày, 365 ngày một năm. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun phát biểu tại buổi lễ phục vụ cho văn phòng sẽ là 20 nhân viên của mỗi bên. Phía Hàn Quốc đóng trên tầng 2 và Triều Tiên ở tầng 4 của tòa nhà 4 tầng. Các quan chức cấp thứ trưởng sẽ đứng đầu các đội nhân viên của họ tại văn phòng và sẽ tham dự các cuộc họp hàng tuần, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, thưa quý vị. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lại gặp Tổng thống Nga để bàn về Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Mevlut Cavusoglu cho biết là chính quyền Ankara đang thúc đẩy đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Tây Bắc của Syria, hiện do quân đội nổi dậy chiếm giữ, và sẵn sàng hợp tác chống các nhóm khủng bố tại tỉnh Elif ở khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 9, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ gặp và thảo luận với Tổng thống Nga Putin về tình hình Syria vào ngày 17 tháng 9 tới tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Erdogan đã có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Putin và người đồng cấp Iran là Hassan Rouhani tại thủ đô Tehran của Iran để thảo luận tình hình Syria. Tuy nhiên, ba nhà lãnh đạo không nhất trí được về một lệnh ngừng bắn tại Elif. Tỉnh Elif giáp với Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các khu vực lân cận là thành trì lớn cuối cùng của quân nổi dậy ở Syria. Tại tỉnh này hiện có khoảng 3 triệu dân thường sinh sống. Quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng Elif khỏi các phần tử khủng bố. Nga và Iran là những đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ủng hộ chính phủ Syria trong vấn đề này. Trong khi đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn quân đội nổi dậy Syria và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại Elif, thưa quý vị. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Việt Nam và Philippines. Ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sẽ công du Việt Nam và Philippines từ ngày 15 đến 18 tháng 9 này. Mạng Hoàn Cầu Thời báo, bản tiếng Anh của cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc, loan tin cho biết mục tiêu chuyến đi nhằm giải quyết tình hình tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông và tìm kiếm ổn định cho khu vực này. Theo kế hoạch tại Việt Nam, ông Vương Nghị sẽ cùng chủ trì vòng họp thứ 11 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Việt-Trung. Vòng họp này được phát ngôn nhân cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho là nhằm tăng cường thêm nữa động lực ngoại giao tích cực giữa hai phía. Chuyến làm việc tại Việt Nam và Philippines lần này của ông Vương Nghị còn được nói là để triển khai đồng thuận mà lãnh đạo Trung Quốc và Philippines đạt được, cũng như tăng cường phối hợp giữa Trung Quốc với các nước thuộc khối ASEAN. Manila được giao nhiệm vụ là quốc gia điều phối quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc từ tháng 8 năm nay đến năm 2021. Trung Quốc là nước hiện tuyên bố chủ quyền chừng 90% Biển Đông qua đường Đức Khúc Chính Đoạn mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra. Đường này thường được gọi là đường lưỡi bò
và bị Manila kiện ra Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hague. Vào tháng 7 năm 2016, tòa này tuyên bố đường đứt khúc chính đoạn không có giá trị cả về pháp lý lẫn lịch sử. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa như thế. Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, còn có các nước khác tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, gồm Brunei, Mã Lai, Philippines và Việt Nam, thưa quý vị. Một đối tượng có dấu hiệu tâm thần lao xe vào đám đông tại Pháp. Vào ngày 14 tháng 9, một người đàn ông đã lái xe đâm vào một nhóm người tụ tập bên ngoài một quán bar ở thành phố Nîmes thuộc miền nam nước Pháp, khiến hai người bị thương trước khi tiếp tục đâm vào một thanh chắn an ninh và bị bắt giữ. Đối tượng khoảng 32 tuổi được cho là người địa phương đã lái một chiếc xe Peugeot màu trắng lao thẳng vào một đám đông khoảng 50 người tập trung bên ngoài quán bar vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương. Chiếc xe của đối tượng sau đó tiếp tục lao vào các thanh chắn an ninh được dựng lên nhằm bảo đảm cho những người tham dự lễ hội đấu bò, vốn thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Các nhân chứng cho biết đối tượng đã hô to "Thánh Allah vĩ đại" khi vụ việc xảy ra. Giới chức đang tiến hành điều tra vụ việc. Một nguồn tin thân cận với cục điều tra cho biết là đối tượng không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Trong khi đó, thì công tố viên địa phương Eric Morrell cho biết là đối tượng đã được đưa tới bệnh viện vì có dấu hiệu rối loạn tâm thần, thưa quý vị. Cộng hòa Séc cáo buộc một công dân Slovakia âm mưu tấn công khủng bố. Theo AFP đưa tin, một công tố viên tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 14 tháng 9 cho biết ông đang theo sát cuộc điều tra về kế hoạch tấn công khủng bố do một công dân Slovakia 25 tuổi thực hiện. Truyền thông sở tại mô tả đối tượng này là một phần tử thánh chiến và trở thành một tín đồ Hồi giáo cách đây 3 năm. Theo công tố viên Martin Billy, đối tượng trên sinh sống ở Praha, được truyền thông xác định là Dominic K và bị bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái. Ông Billy cho biết thêm là cuộc điều tra vẫn đang được thực hiện. Trong thông cáo báo chí, công tố viên Billy nêu rõ, trong chiến dịch lục soát căn nhà, cảnh sát đã phát hiện hóa chất và nhiều thứ quan trọng khác phục vụ cho quá trình kiện tụng. Nếu bị kết án thì đối tượng này sẽ đối mặt với mức án từ 5 đến 15 năm tù giam do âm mưu tấn công khủng bố và cổ suý chủ nghĩa khủng bố. Trong căn hộ của Dominic, cảnh sát phát hiện hóa chất, sách hướng dẫn chế tạo bơm, chỉ dẫn cách gắn bơm vào cơ thể quạt xe ô tô cùng với các thiết bị tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, như là các đoạn băng hành quyết do các phần tử thánh chiến tiến hành. Đối tượng người Slovakia trên là phần tử thánh chiến đấu đầu tiên bị cảnh sát Cộng hòa Séc bắt giữ và bị cáo buộc là âm mưu tấn công khủng bố bằng bơm, thưa quý vị. Philippines nâng mức siêu bão Mangkhut ngang với bão Haiyan. Vào ngày 14 tháng 9, nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut vào giờ trước khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền gây mưa to gió lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines hiện ban bố cảnh báo bão ở cấp độ 4, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo đối với các tỉnh ven biển Cagayan và Isabela ở miền Bắc. Hai tỉnh này nằm trên đường đi của siêu bão Mangkhut và dự kiến sẽ đón bão trong đêm 14 tháng 9. Trước đó, thì giới chức Philippines từng đưa ra cảnh báo cấp độ 4 đối với siêu bão Haiyan, vốn là cơn bão gây thương vong lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Hơn 7.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi bão Haiyan càn quét Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Có hơn 9.000 người sinh sống ở khu vực duyên hải miền Bắc Philippines đã đi lánh nạn ở các cơ sở tạm trú. Nhà chức trách cảnh báo sẽ có thêm hàng chục nghìn người phải sơ tán tới nơi an toàn. Trong khi đó, thì có khoảng 5,2 triệu người sống ở các khu vực cơn bão quét qua được khuyến cáo không nên ra đường. Các đội cứu hộ cũng trong tình trạng sẵn sàng cao, thưa quý vị. Tin Mã Lai, 1 tỷ đô la đã được chuyển vào tài khoản của cựu thủ tướng Najib. Tờ New Straits Times đưa tin kết quả điều tra của cảnh sát Mã Lai về quỹ đầu tư nhà nước một Mã Lai, gọi tắt là 1MDB, cho thấy tổng cộng là 972 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu thủ tướng Najib Razak tại ngân hàng Amislamic. Theo phó tổng thanh tra cảnh sát Noor Rashid Ibrahim, thì số tiền nói trên được chuyển vào tài khoản của ông Najib thông qua ba công ty gồm Gustar, Abar và Tanor. Trao đổi với báo giới vào ngày 14 tháng 9, ông Noor Rashid cho biết thêm rằng cảnh sát cũng đã phát hiện 132 giao dịch bất hợp pháp chuyển tiền từ quỹ 1MDB đến tài khoản của 50 người, bao gồm người Mã Lai và công dân các nước khác. Theo ông Noor Rashid, thì hiện cảnh sát Mã Lai đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng một số nước để hỗ trợ cuộc điều tra.
Mặc dù gặp phải những khó khăn nhất định, song quan chức cảnh sát này cho rằng quá trình điều tra sẽ kết thúc trong vòng một năm, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng ta xin tạm ngừng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.